Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm bi cầu phong thủy pha lê được chế tác từ chất liệu đá thạch anh trắng pha lê, độ trong cực tốt nha. Đây là cái đường chạy của thớ đá nhé, không phải là vết rạn nha. Độ trong cực tốt, có hiệu ứng tán sắc cầu vồng. Đấy. Đế này là đế được làm bằng thủy tinh pha lê. Một tác phẩm bi cầu phong thủy. Tác phẩm này có đường kính của đá này là đường kính bề ngang là 5 cm. Và khối lượng cả đá và đế nặng là 243 gram. Trong đó có đá, riêng viên đá này không, nặng là 169 gram. Một tác phẩm bi cầu phong thủy pha lê rất đẹp. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là 300.000 đồng. Quý vị quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Nếu sai xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng. Quý vị nếu có nhu cầu muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099. Hiệu ứng tán sắc cầu vồng rất mạnh luôn. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu có nhu cầu mua hàng thì đừng quên liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099.